Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Tử vi số mệnh luận giải tử vi 1999 nữ mạng năm 2023 về vận hạn, tình duyên, gia đạo, những khó khăn và trở ngại trong các công việc trọng đại của cuộc đời. Thay vì phải đến các thầy phong thủy xem tử vi, quý bạn 1999 nữ có thể đọc phân tích luận giải từ chuyên gia tử vi số mệnh. Theo quan niệm của người xưa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, để nói rằng việc gia chủ kỷ mão 1999 định làm thành hay bại cũng phụ thuộc rất nhiều vào vận mệnh của chính bạn. Nếu năm quý mão 2023 tử vi kỷ mão 1999 xấu thì tốt hơn hết hãy tránh làm những việc mang tính chất trọng đại. Nếu năm quý mão 2023 mà tử vi kỷ mão 1999 đẹp, nhiều cát tinh hỗ trợ thì kỷ mão 1999 có thể tự tin thực hiện mọi việc trọng đại với khả năng thành công cao hơn. Công việc được hanh thông và thuận lợi hơn, ứng dụng xem tử vi hàng năm này được các chuyên gia tử vi số mệnh xây dựng dựa trên năm sinh âm lịch và giới tính của từng người. Căn cứ vào tuổi, cung mệnh và nhiều tiêu chí khác của gia chủ đối sánh với mệnh của năm cần xem sẽ biết năm đó tuổi của mình có rơi vào sao hạn không? Có phạm đại kỵ không? Sức khỏe, công danh, tình duyên sẽ như thế nào? 2. Bình giải tử vi kỷ mão 1999 nữ mạng năm 2023. 2.1 tử vi 1999 nữ mạng năm 2023 gặp hạn gì và tốt hay xấu? Hạn địa võng tốt hay xấu? Cách giải hạn. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý. Tiền mất tật mang, đặc biệt không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Cách hóa giải hạn địa võng, vốn địa võng là hạn xấu, khi gặp phải hạn này cần tìm cách hóa giải nhằm giảm bớt phần nào tai ương xui xẻo. Dưới đây là một vài việc cần làm để tránh tai nạn khi gặp địa võng chiếu mệnh, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân, đời sống, mọi người trong gia đình là một. Gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng. Cái chết, song đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên. Phát tài phát đạt. 2.2 tử vi 1999 nữ mạng năm 2023 về tình cảm gia đình. Sao Thái Dương là gì? Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mệnh khi được sao này chiếu mạng. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức. Vạn sự đều may, nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác. Lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau: Thái Dương chiếu mệnh năm nay. Tháng 10 tháng 6 có mà tiền vơ, cầu trời lại Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi. Sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy. Chú ý sao tốt mắc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lâm khắc ngay tới minh. Ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài, cúng sao Thái Dương vào ngày nào hàng tháng tốt.
Theo quan niệm truyền thống, người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến bố trí theo các vị trí hướng sao hiện. Quay về hướng đông lại 12 lại. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.